Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Khang Mersin. Hôm nay Khang sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn cái thiết bị của máy tư là thay cái trên máy cần siêu này. Thì đây là cái siêu đó, siêu cũ đó, đây là các bạn này. Dòng dầu mới này thì không có cái tết nhá. Thì mình sẽ ra tháo cái bơm nước nóng ra để thay cái siêu này. Nên đây là cái siêu cũ đó các bạn này. Đấy. Dầu mới thì nó sẽ dùng hết cái loại siêu này. Mersin Nico Siêu. Các bạn thấy chưa? Mersin Nico Siêu. Tất cả dòng dầu mới sẽ dùng này. Bây giờ Khang sẽ quay ra cái quy trình để tháo cái bơm nước nóng. Nên để anh em dùng để thay cái siêu này thì hãy theo chân mình đi ra, mình quay cho các bạn xem. Thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải báo thợ điện để ngắt điện, sau đó chúng ta tháo ba ốc, bốn ốc ở trụ ra để nhấc cả cái cục bơm lên. Chứ không như cái dòng cũ là chỉ việc thay tết là sẽ theo chân mình. Tháo ốc này. Tháo bốn ốc này ra. Thì nhấc cả cục lên. Tháo đèn ấn xoay à. Trong ở đây nó còn một cái ốc 6 cạnh nữa các bạn. Trong ở cái trục này còn một cái ốc 6 cạnh nữa chúng ta phải vặn ra. Nó là một ốc 6 cạnh. 6 cái trục trong này các bạn. Tại mình đang tháo ốc hết rồi và còn cái ốc ở bên trong thì còn cái ốc 6 cạnh ở cái trục. Ốc khi tháo ốc xong chúng ta thì nhấc lên, nhấc lên các bạn thấy chưa? À, nhấc cái trục này lên. Nhấc cái trụ bơm lên. Xuống
được. Đấy, khi đóng được ra thì nó ra cái này. Nhìn cái tiêu được. Tháo ra xong thì chúng ta tiến hành vệ sinh. Đồng con nó đây. Tiến hành vệ sinh xong. Rồi tháo ra tiến hành loa gió đi, vệ sinh bên trong ngoài cho nó sạch sẽ các bạn ạ. Để chạy cho nó trơn tru. Các bạn thấy chưa? Tiến hành ra lắp. Đây, khi ta đóng từ trong đây thùng nữa ra thì nó sẽ ra dưới cái này của ta. Và đây chưa? Lò xo đây này các bạn này. Đây. Đây là lò xo đệm ở dưới nữa. Đấy, thế là thành một cái siêu. À, cái mơ chim cực tin siêu. Nó rất là hay, là cái này nó không bị hở nước như kiểu cái Tết của mình cũ. Đấy, ý mình sẽ lắp cái mới vào thôi các bạn. Ở đây là xong. Lắp vào thôi các bạn ạ. Đây là cái bộ mưa xịt siêu đây, mới đây. Các bạn nhìn thấy không? Bộ thuang này, thuang này, cũ của nó này.
ấn cái hai cái vòng đệm xuống trước. Sau khi lắp đấy xong là ấn cái lò xo xuống và lắp cái trụ này vào là xong luôn. Lắp cái trụ này xong, lắp vào kia.